Bây giờ mẹ hỏi nhím nhá, mẹ của em Ken tên gì? Mẹ của Moon tên gì? Mẹ Bắc à, mẹ chị Chi tên gì? Mẹ chị Trúc tên gì? Vậy mẹ anh Long tên gì? À, đúng rồi. Vậy mẹ anh Tường tên gì? Đúng rồi. Vậy bác gì mẹ? Con hay mua bim bim đấy. Bác gì mà hay mua bim bim đấy? Bác Hương. À, mẹ hỏi lại nha. Mẹ của Riri tên gì?